Xin chào các bạn nha. Và hôm nay mình lại tiếp tục làm cái video quay về cảnh núi khỉ V3 với cái đề tài là mọi người cho khỉ ăn và vui chơi với lại các chú khỉ rất là dễ thương nha các bạn. Mời các bạn xem nha. Sáng hôm nay mấy chú khỉ xuống hơi nhiều, đói bụng rồi, cho nên quay quanh đây có hai chú khỉ leo ghế luôn nè. Nó canh me, người ta đang ăn cái đá me. Nó mà nó thấy đá me là nó khoái lắm nha các bạn. Ở trên núi khỉ V3 có một cái món đặc trưng, đó chính là đá me. Món này không có đụng hàng luôn nha. Mà hãy mà khách mà ăn đá me là mấy ảnh khoái lắm luôn á. Cho nên là các bạn lên đây chơi mà ăn nếm qua cái món đá me này là các bạn hãy để ý chút xíu nha. Đây, có anh bự xuất hiện đây. Nhìn anh bự bự nhưng mà anh cũng hiện nha các bạn. Có nhiều con lớn cũng dữ dằn, nhưng mà cũng có nhiều con lớn nhưng mà hiện khô à. Anh thấy mọi người đang ăn đá me là anh xích lại gần để coi có gì ăn không. Bởi vì trong đá me nó có đậu phộng, mà mấy khỉ này khoái đậu phộng lắm nha các bạn. Cho nên cái ly đá me mình để hở là nó rinh liền. Chủ yếu ăn đậu phộng trong đó đó. Vì hiện tại có nhiều nhóm lên cho khỉ ăn, cho nên khỉ nó tản ra một khu vực rộng. Nó chạy xuống túi chỗ cái chiếc xe hơi luôn. Nó leo xe hơi luôn. Mấy khỉ này khoái đi xe hơi lắm nha các bạn. Bạn này bắt đầu mon men tới gần nha. Coi có làm gì được không. Nhưng mà vì mấy cô này cẩn thận quá luôn, cho nên anh không có làm ăn gì được hết trơn á.